Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái phím chức năng ở trên Cardioid. Thì trước tiên, ở phía bên này chúng ta sẽ có phím Media dùng để điều chỉnh âm thanh cũng như là nghe nhạc. Rồi, ở phía dưới này chúng ta sẽ có cái phím đó là Mobile, thì dùng để thứ nhất chúng ta có thể kết nối Bluetooth nè, và thứ hai đó chính là nghe gọi. Rồi, ở phía trên này thì chúng ta sẽ có phím Intercom dùng để kết nối Intercom cùng với đồng đội. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ có con lăn dùng để điều chỉnh cái âm lượng. Rồi, cuối cùng thì đây là cổng sạc. Đây, chúng ta sẽ bóc ra như này. Đây, đây là cổng sạc.